Chào mừng các em đến với bộ môn sinh học 8. Hai la mã, buồng trứng và hormone sinh dục nữ. Một, vị trí cấu tạo của buồng trứng. Trên màn hình chính là cơ quan sinh dục nữ. Các em hãy quan sát thật kỹ. Đây chính là tuyến sinh dục nữ hay còn gọi là buồng trứng, và chúng ta có hai buồng trứng bao gồm buồng trứng trái và buồng trứng phải và nằm ở hai bên tử cung của nữ. Như cô đã đánh dấu ở trên màn hình thì bây giờ chúng ta hãy cùng phóng to một bên buồng trứng này lên thì chúng ta thấy rằng bên trong buồng trứng sẽ có các nang trứng như thế này. Chúng sẽ sản xuất ra các tế bào trứng màu vàng mà cô đã đánh dấu, các em có thấy không nào? Hay còn gọi là các tế bào sinh dục cái. Lúc này thì buồng trứng sẽ đóng vai trò là chức năng của tuyến ngoại tiết. Tiếp theo là các tế bào nang trứng này sẽ tiếp tục tiết ra các hormone sinh dục nữ, đó chính là hormone estrogen, chức năng của tuyến nội tiết. Và từ đây thì chúng ta thấy rằng buồng trứng chính là tuyến pha, đúng không nào? Thế vậy làm thế nào chúng lại hoạt động được thì các em hãy cùng cô quan sát quá trình sau đây nhé. Đây chính là quá trình phát triển của trứng và tiết hormone buồng trứng dưới sự tác động của tuyến yên. Tuyến sinh dục nam thì tuyến sinh dục nữ khi mà đến giai đoạn dậy thì nó cũng sẽ chịu sự tác động của hormone kích tố nang trứng FSH của tuyến yên và làm cho các tế bào trứng phát triển trong nang trứng. Và lúc này thì các nang trứng sẽ phân hóa thành nhiều lớp, tạo thành các lớp tế bào bên trong và tiết ra hormone sinh dục nữ, đó chính là hormone estrogen. Và các em biết đó, chính cái hormone này nó sẽ gây nên những cái biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của các bạn nữ. Và trong nang trứng thì càng ngày càng phát triển và tiết nhiều hormone estrogen đẩy trứng về phía ngoài và làm cho nang trứng lộ dần ra khi mà trứng chín. Dưới sự tác dụng của hormone kích tố thể vàng LH, nó làm cho trứng rụng, di chuyển về phía bên ngoài qua phễu ống dẫn trứng để đợi thụ tinh đó các em. Phần bao bên ngoài còn lại nó sẽ được hormone LH tạo thành thể vàng và tiết ra một loại hormone mới, đó chính là hormone progesterone. Nó có tác dụng trong sự sinh sản. Và cái tác dụng sinh sản đó là gì thì các em sẽ được tìm hiểu ở bài 62. Đây là sơ đồ tóm tắt sự phát triển của trứng để các em có thể hiểu rõ hơn. Và từ sơ đồ hoạt động trên thì các em hãy cùng cô làm một bài tập nhỏ sau đây nhé. Trên đây có 4 chỗ khuyết và các em hãy tìm các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Ở các em gái khoảng 10 đến 11 tuổi thì hai buồng trứng bắt đầu hoạt động và dưới tác dụng của kích tố buồng trứng do. À, các em nhớ lại lời cô vừa giảng ở phía trên thì kích tố buồng trứng là do tuyến yên tiết ra, đúng không nào? Thế vậy vị trí này chúng ta sẽ điền là tuyến yên. Và các tế bào trứng bắt đầu phát triển trong trong các nang trứng, đúng không nào? Đó là lớp tế bào biểu bì dẹp bao quanh tế bào trứng, sau đó dày lên và phân chia thành nhiều lớp. Các tế bào lớp bên trong thì sẽ tiết hormone. Tiết hormone gì nào? À, đó chính là hormone estrogen. Và nang trứng thì càng phát triển, hormone sẽ tiết càng nhiều, sẽ đẩy các tế bào trứng về một phía và làm nang trứng lộ dần ra bên ngoài. Và bề mặt buồng trứng lúc này thì trứng chín và rụng dưới tác dụng của hormone thể vàng LH. Sau khi trứng rụng và bao noãn sẽ trở thành thể vàng và tiết ra progesterone. Và hormone này thì có tác dụng trong sự sinh sản. Và điều đặc biệt là hormone estrogen có tác dụng gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nữ. Các em biết không, khi mới sinh ra thì buồng trứng thì đã được hình thành nhưng mà chúng chưa phát triển. Và cho đến khi bước vào tuổi dậy thì mới hoạt động dưới sự ảnh hưởng của các hormone tuyến yên. Và lúc này thì cơ thể của các em nữ sẽ thay đổi và trở nên giống người lớn hơn. Và việc thay đổi này thì bắt đầu sớm nhất là lúc các em 8 tuổi hoặc là muộn nhất là lúc các em 13 tuổi. Và hormone estrogen này thì nó sẽ làm cho cơ thể của các em nữ có sự thay đổi. Đầu tiên chính là chiều cao của các em. Và các em sẽ thấy rằng trong giai đoạn này các em sẽ phát triển về chiều cao rất nhanh. Bên cạnh đó thì cái phần hông cũng bắt đầu nở rộng và kết hợp với phần mông và đùi phát triển và tạo điều kiện cho cơ thể sau này thích nghi tốt với quá trình sinh nở của mình. Các em biết không, ở giai đoạn này lớp mỡ dưới da của các bạn nữ sẽ dày lên và làm cho cơ thể của các em trở nên mềm mại và nữ tính.
rõ nét các đường cong của cơ thể. Và đặc biệt là giọng nói có sự thay đổi và giọng nói của các bạn sẽ trở nên trong trẻo hơn so với trước đây rất là nhiều. Đặc điểm tiếp theo là ngực phát triển. Nếu bạn nào có những biểu hiện này, các em cũng không nên lo lắng. Là các em nên chọn các loại áo mà có vải mỏng và thoải mái, không được quá chật. Và các em không nên mặc những cái loại áo mà có đệm mút hoặc là những cái áo nâng ngực như thế này. Và khi các em ở nhà, không phải đi học hay là đi ra ngoài đường, thì các em nên cởi bỏ áo ngực để đảm bảo cho sự phát triển tự nhiên của ngực các em nhé. Cũng giống như là các em nam thì đến cái giai đoạn này đó thì tuyến mồ hôi và tuyến nhờn của các em nữ cũng sẽ phát triển, kết hợp với lại lượng hormone estrogen tiết ra thì làm cho các em nữ sẽ có hiện tượng là nổi mụn trứng cá. Và đặc biệt là các em có cái làn da dầu thì các em không biết cách vệ sinh cho đúng cách thì nó rất dễ là các em sẽ bị viêm nhiễm ở cái phần da và gây lan ra nhiều vùng khác nhau trên cơ thể. Các em hãy chú ý cái vùng chữ T trên khuôn mặt để vệ sinh sao cho đúng cách và giúp cho tình trạng mụn của chúng ta sẽ giảm nhé. Và theo các nhà chuyên gia thì để ngăn ngừa mụn trứng cá thì các em nên rửa mặt 2 lần trên một ngày bằng sữa rửa mặt và nước ấm. Các em không được chạm tay vào hoặc là cố gắng nặn mụn trên khuôn mặt hoặc là trên cơ thể của chúng ta và tránh tiếp xúc quá lâu với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra thì các em cũng phải tránh tiếp xúc với các bề mặt bám bụi bẩn và luôn luôn là giữ cho tóc của chúng ta luôn được sạch sẽ và tránh để tóc bết bẩn tiếp xúc với da. Và nếu mà các em mà cạo lông mặt thì hãy dùng nước ấm để làm mềm lông và dùng dao cạo sạch và sắc. Và luôn luôn là giữ cho tâm trạng luôn thoải mái này, tránh căng thẳng. Và đặc biệt là các em phải hạn chế trang điểm. Và để ngăn ngừa và điều trị mụn trứng cá ở tuổi dậy thì các em cần nhiều thời gian để chăm sóc da cũng như là chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra thì khi có những cái dấu hiệu bất thường trên da của các em thì các em hãy đến gặp bác sĩ để tư vấn kịp thời nhé. Và điều quan trọng đối với nữ giới chính là biểu hiện có kinh nguyệt. Cùng với đó là buồng trứng của các em bắt đầu hoạt động. À, kinh nguyệt chính là lượng máu sẽ đi ra từ cơ quan sinh dục của các em. Vào hàng tháng thì mỗi lần nó sẽ dao động từ 3 cho tới 4 ngày là các em sẽ hết. Có những bạn chỉ trong vòng 1 ngày đã hết rồi, nhưng cũng có những bạn phải tới 1 tuần thì mới hết kinh nguyệt. Và các em cũng đừng quá là lo lắng vì là lượng kinh nguyệt của chúng ta thì đều phụ thuộc vào cơ thể. Mà cơ thể thì mỗi bạn thì đều không có ai giống ai cả. Và điều đặc biệt là ở cái giai đoạn này thì cái vị trí đó chính là cơ quan sinh dục của chúng ta bắt đầu xuất hiện mọc lông này và ở các vùng kín và ở phần hố nách. Kết hợp với lại các tuyến mồ hôi và tuyến nhờn nó sẽ gây ra cho cơ thể của các em nữ có những cái mùi khó chịu và các em phải vệ sinh thường xuyên và các em sẽ phải dùng thêm những cái sản phẩm khử mùi dành cho nữ để giúp cho cơ thể của các em luôn thơm mát nhé. Bên cạnh đó, khi các em có kinh nguyệt thì các em cần chọn băng vệ sinh sao cho phù hợp với kích thước của cơ thể và tuyệt đối các em không được dùng loại cốc nguyệt san hoặc là băng vệ sinh tampon này. Vì thứ nhất là lứa tuổi của các em chưa phát triển hoàn toàn nên lượng kinh nguyệt của các em nó ra thất thường và không có ổn định. Thứ hai là hai cái loại này đó, khi các em dùng không đúng cách thì các em có thể bị ảnh hưởng như là nó sẽ làm cho các em bị rách màng trinh hoặc là bị nhiễm trùng. Vậy cho nên các em không được dùng, nhớ chưa nào? Và thời gian thay băng vệ sinh tốt nhất là từ 2 cho tới 4 tiếng đồng hồ sau khi các em sử dụng. Và các em không nên sử dụng băng vệ sinh quá 4 tiếng trên một lần thay băng nhé. Và tiến trình này thì nên được lặp lại như vậy. Và kể cả là khi miếng băng vệ sinh của các em đang dùng nó chưa thực hiện hết nhiệm vụ của nó thì các em hãy mạnh dạn đổi sang một miếng băng mới. Và nếu các bạn mà không thay băng vệ sinh thường xuyên và không vệ sinh đúng cách, các em sẽ tạo một môi trường lý tưởng cho các loài nấm và các loài vi khuẩn phát triển. Và chính những cái loài này nó sẽ làm cho cơ thể của các em nặng mùi hơn và các em sẽ cảm thấy là nhớp nháp và vô cùng khó chịu. Và cũng có thể nó gây ra một số bệnh phụ khoa như là nấm âm đạo, gây cho các em cảm thấy ngứa ngáy và da rất là nhiều khí hư. Và các em biết không, chu kỳ kinh nguyệt ở tuổi dậy thì của các em thì thường không đều. Cho nên khi các em đi học hay là đi chơi thì các em phải luôn luôn chuẩn bị những cái miếng băng dự phòng các em nhé.
Trong chu kỳ thì không phải là các bạn nữ nào cũng có cái thói quen là giữ vệ sinh sạch sẽ cho cơ thể. Tuy nhiên thì cái việc giữ vệ sinh này nó luôn là điều quan trọng nhất. Và sau đây cô sẽ có một số lưu ý dành cho các em khi các em thay băng vệ sinh. Thứ nhất là các em phải luôn rửa tay sau khi các em vừa mới thay băng xong. Thứ hai là các em phải vệ sinh vùng kín bằng nước ấm và lau khô bằng khăn mềm trước những cái mỗi lần thay băng mới. Thứ ba là khi các em ở trường, các em cũng phải làm tương tự. Nếu mà chúng ta không có nước ấm thì chúng ta sử dụng nước sạch tại trường cũng được. Và các em phải mang theo khăn riêng. Và các em hãy nhớ cho cô, càng ít nhấp nháp bao nhiêu thì sẽ càng ít vi trùng và vi khuẩn bấy nhiêu, thì cơ thể các em mới khỏe mạnh hơn được. Được chưa nào? Tiếp theo là sau khi các em thay băng xong thì các em nên gói những cái miếng băng cũ của chúng ta đã dùng đó vào một cái miếng lọc của cái miếng băng mới còn sót lại, và các em bỏ vào một cái túi bóng riêng và cột lại và bỏ vào thùng rác để tránh mùi hôi cho mọi người, và tuyệt đối các em không được vứt lung tung, được chưa nào? Tiếp theo là các em phải luôn giặt quần lót thật là sạch và không được phơi quần lót của chúng ta vào những cái nơi mà ẩm thấp và tối tăm, tại vì những cái nơi này rất dễ là quần lót của chúng ta bị nhiễm nấm. Cô biết khi dạy đến chủ đề này có một số bạn sẽ rất là ngại, thế nhưng mà cô nghĩ rằng các em hãy tự tin lên, vì đây chỉ là một số các biểu hiện sinh lý bình thường của cơ thể, cũng là kiến thức rất quan trọng để các em có thể hiểu và biết để phục vụ cho quá trình vệ sinh cơ thể của mình sao cho tốt nhất. Ngoài ra thì các em nữ cũng sẽ có những cái biểu hiện khác giống như các bạn nam. Cô lấy ví dụ như là các em sẽ bắt đầu cảm thấy là các em sẽ bị thu hút bởi các bạn khác giới. Thứ hai là tình trạng cảm xúc của em sẽ thay đổi, phải những cái tình trạng các em thường xuyên là quan trọng hóa mọi việc lên. Hoặc là các em sẽ cảm thấy là các em hay bị lo lắng, đôi lúc thì xuất hiện những cảm xúc lạ. Và đối với cha mẹ thì các em khép kín hơn, vì đơn giản là các em cần sự riêng tư, hoặc có những bạn thì cho rằng là ba mẹ của mình không hiểu mình như trước đây nữa. Và cuối cùng là các em sẽ chăm chút đến bề ngoài của các em hơn, đúng không nào? Như vậy thì dựa vào những cái dấu hiệu trên, theo em dấu hiệu nào là quan trọng và chúng ta cần lưu ý nhất? Đó chính là dấu hiệu bắt đầu có hành kinh. Đây chính là dấu hiệu quan trọng khẳng định các em đang trong giai đoạn dậy thì và chứng tỏ khả năng sinh sản của các em. Từ những kiến thức trên thì các em hãy cho cô biết là hormone estrogen có vai trò gì. Hormone estrogen gây ra những cái biến đổi cơ thể của tuổi dậy thì ở nữ, như là lớn nhanh này, mông đùi và vú phát triển, mọc mụn trứng cá, và dấu hiệu quan trọng nhất chứng tỏ khả năng sinh sản ở nữ đó là hiện tượng bắt đầu có hành kinh. Và từ đây, sau khi mà đã được học và hiểu về các dấu hiệu của tuổi dậy thì bản thân em cần lưu ý những điều gì về vệ sinh cơ thể khi có những cái dấu hiệu trên? Khi các em có những cái dấu hiệu trên thì đầu tiên là các em cần phải vệ sinh cơ thể thường xuyên ở các vùng như là khuôn mặt, cơ quan sinh dục, nách, đặc biệt là trong những cái ngày có kinh nguyệt. Và tiếp theo là các em không được mặc đồ lót quá chật hoặc là quá bó sát vào ngực, vào cơ quan sinh dục. Và cần chú ý là các em phải cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng và chế độ học tập nghỉ ngơi hợp lý. Điều đặc biệt là ở giai đoạn này các em không được quan hệ tình dục. Ở giai đoạn dậy thì các em đã xuất hiện kinh nguyệt, và đây là biểu hiện khẳng định là các em có khả năng mang thai nếu mà có quan hệ tình dục. Và theo các bác sĩ thì cho biết trẻ 12 cho tới 14 tuổi mang thai hiện nay đã không còn là quá hiếm nữa, mà thậm chí là có cả trẻ 9 tuổi đã mang thai, vì các em dậy thì sớm và bị lạm dụng xâm hại tình dục dẫn tới các em đã có bầu cho dù là tuổi còn rất là nhỏ. Cô lấy ví dụ như là vụ xâm hại hai chị em ruột ở Hà Nội bị hai gã đàn ông hàng xóm hãm hiếp và làm cho một bé 16 tuổi đã có bầu 5 tháng, hay là những trường hợp của những gã đàn ông này đã hãm hiếp các bé chỉ có 10 tuổi, này, 11 tuổi hoặc là 12 tuổi, và tất cả đã làm cho các bé đều có bầu. Hoặc là do các em yêu quá sớm này và đi quá giới hạn dẫn tới các em mang thai ngoài ý muốn. Và những cái hiện trạng này thì sẽ gây ra rất là nhiều rủi ro về sức khỏe cho các em. Và việc yêu sớm và quan hệ tình dục sớm thì rất nguy hiểm, bởi nguy cơ lây nhiễm các bệnh tình dục thì rất là cao.
Tuyệt đối các em, kể cả là nam và nữ, không được để cho ai đó chạm vào những vùng riêng tư của mình. Thứ nhất, đó chính là vùng miệng. Thứ hai là ngực. Thứ ba là cơ quan sinh dục. Và thứ tư là mông. Hoặc là họ bắt các em chạm vào những vùng riêng tư của họ thì các em cũng không được làm. Và các em phải cố gắng tìm cách rời khỏi cái chỗ đó và báo cho người thân của các em, hoặc là báo cho thầy cô giáo, hoặc các em có thể gọi về số tổng đài 111. Đây chính là tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, để các em báo tình trạng của mình nhé. Và hiện nay tình trạng trẻ dậy thì sớm có dấu hiệu gia tăng. Các nguyên nhân làm cho trẻ dậy thì sớm thì bao gồm: thứ nhất là có thể là các trẻ có khối u trong não, trong tủy sống, bị viêm màng não và bị bức xạ vào não hay là cột sống. Tiếp theo có thể là tuyến giáp không sản xuất đủ hormone. Thứ hai, có thể do các em tiếp xúc với hormone giới tính dưới dạng kem hoặc là thuốc mỡ, hoặc tiêu thụ một số chất làm tăng nguy cơ dậy thì sớm. Cuối cùng, những bé mà bị béo phì cũng là nguyên nhân gây ra dậy thì sớm ở trẻ. Nếu mà có dấu hiệu trên ở những cái trẻ mà dưới 9 tuổi thì các em cần phải đến bác sĩ để khám và có liệu trình điều trị của bác sĩ kết hợp với lại khẩu phần ăn hợp lý nhé. Các em biết không, đặc điểm giới tính là do cặp nhiễm sắc thể giới tính quyết định. Cặp nhiễm sắc thể XY, thai nhi sẽ là bé trai, còn cặp nhiễm sắc thể XX, thai nhi sẽ là bé gái. Nhưng trong từ 5 cho tới 6 tuần tuổi thì phôi vẫn chưa có sự phân hóa giới tính, nên chúng ta sẽ không biết được phôi thai lúc này là con trai hay là con gái. Vậy bắt đầu từ tuần thứ 7 cho tới tuần thứ 9 mới có sự phân hóa giới tính, là do các hormone ở tuyến trên thận kết hợp với lại hormone trong tuyến sinh dục bắt đầu có cái sự phân hóa về cấu tạo bên trong cũng như là cấu tạo bên ngoài, và kết thúc tại tuần thứ 12. Và trong quá trình này thì phôi thai sẽ phát triển, và ở giai đoạn này đó, ví dụ như là đôi tinh hoàn ở các bé trai và buồng trứng ở các bé gái sẽ được hình thành và nằm trong ổ bụng của các bé. Đến khi mà buồng trứng phát triển hoàn chỉnh thì ở cái tuần thai thứ 22, buồng trứng của các bé gái sẽ di chuyển từ ổ bụng vào trong tử cung và sẽ có khoảng 6 triệu trứng ban đầu. Khi mà các em bé gái chào đời thì nó sẽ giảm xuống còn 1 cho tới 2 triệu. Và bước vào tuổi dậy thì số lượng trứng chỉ còn khoảng 300.000 cho tới 400.000 trứng thôi. Tháng thứ 7 hoặc là tháng thứ 8 của thai kỳ thì tinh hoàn của các bạn nam sẽ di chuyển xuống bầu vĩnh viễn. Và chúng ta sẽ thấy rằng là chúng hoạt động lại trong vài tháng sau khi sinh. Sau đó thì sẽ chuyển sang trạng thái ngủ cho tới khi mà các bạn đến cái tuổi dậy thì nó mới thức dậy và hoạt động dưới sự ảnh hưởng của các hormone tuyến yên. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu xong các chức năng của các tuyến sinh dục cũng như là các biểu hiện ở tuổi dậy thì của các bạn nam và các bạn nữ. Và để củng cố nội dung của bài học thì các em hãy giúp cô trả lời một số câu hỏi sau đây nhé. Câu số 1. Trình bày các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng. Như chúng ta đã học thì tinh hoàn sẽ có chức năng là có các ống sinh tinh để sản sinh ra tinh trùng. Đây chính là chức năng ngoại tiết. Chức năng tiếp theo là các tế bào kẽ sẽ tiết ra hormone testosterone, đây là chức năng nội tiết của tinh hoàn. Còn đối với buồng trứng thì nó sẽ sản xuất ra các tế bào trứng, và các nang trứng thì sẽ tiết ra hormone sinh dục nữ là estrogen. Câu số 2, nguyên nhân dẫn tới những cái biến đổi về cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ trong tuổi vị thành niên là gì? Và trong những biến đổi đó thì biến đổi nào là quan trọng nhất? Như chúng ta đã thấy rằng là khi cơ thể của các em bước vào tuổi dậy thì dưới sự tác dụng của hormone FSH và hormone LH do tuyến yên tiết ra thì tinh hoàn và buồng trứng của chúng ta sẽ sản sinh ra tinh trùng và trứng. Ngoài ra thì các tế bào kẽ trong tinh hoàn sẽ tiết ra hormone testosterone và các tế bào nang trứng sẽ tiết ra hormone estrogen. Và như vậy các em hãy ghi nội dung và đọc bài 59, sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.